Đây các bạn, hôm nay mình sẽ làm câu rau 3D. Câu 3D. Cái này không có đồ nghề thành 4D. Rau câu 3D. Đây là dừa. Nước rau câu dừa. Đây là màu. Màu rau củ mà tự nhiên nha. Đây là màu củ dền. Với bên đây là xoài. Đây là chị Vinh nè. Chị chào các bạn. Chị đang làm cái bông. Bông này là bông. Không biết bông gì. Bông mặt trời à. Bông mặt trời gì. Chị nhớ làm đẹp nha chị. Đẹp là tôi chửi đi chị. Bên đây là bông hồng. Nè, nhìn cái thấy bông này thấy không? Wow. Đây bông hồng đây các bạn. Chưa có gõ đâu. Cô ấy thật là khéo tay quá đi. Nè, đi làm xong xong bạn. Bây giờ tới mình đi các bạn. Bỏ vô nó nóng nó tan cái da lại chưa. Mình đã xôm lên tới trên lớp trên này giờ đắp lên bước cái muỗng nhẫn nhẫn ra ngoài chút xíu vậy nè. Cái muỗng cao lên trên này chút xíu cho nó ra cái dần bông nó bự lên chút xíu nè. Thì giờ là mình sẽ thử vào. Đã đắp ở đây lắc đắp đắp theo dần dần bông bông cho mình làm này. Mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Mình đang làm một cái bông hồng trên bánh rau câu. Người ta thường kêu là rau câu 3D. 3D chứ không phải BD nghe các bạn. Thôi, mình tạm biệt các bạn, bây giờ mình làm đây. Hẹn các bạn mình sau nghe.